Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 4 giờ 30 chiều ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Mậu Tâm quý vị ha. Đây là địa bàn phường 5. Những cái cây hoa dạ quỳ đây quý vị này, nó cũng chuẩn bị ra búp rồi quý vị. Tầm khoảng giữa tháng 9, tháng 10, tháng 11 là phải nói là rực rỡ luôn quý vị ha. Nó ra hoa rực rỡ luôn, rất là đẹp. Sắp đến mùa hoa dạ quỳ rồi. Đà Lạt ngày hôm nay thì có mưa từ hồi sáng giờ quý vị. Bây giờ nó tạnh ráo được một chút ha. Con đường Mậu Tâm này là cũng là một cái con đường phải nói là rất là sạch sẽ luôn quý vị. Sạch sẽ thiên nhiên, đẹp thật rồi luôn. Cái vụ sạt lở ở dưới miếu Ba Cô mà đè một cái chốt cảnh sát làm 4 người thiệt mạng ở dưới đèo Bảo Lộc rồi quý vị. Thì hôm qua đã cho lưu thông lại rồi ha. Tuy nhiên ở dưới đó người ta đã xác định có đến 160 địa điểm đã, đang và có nguy cơ sạt lở quý vị. 160 địa điểm quý vị ha, lớn nhỏ đã sạt lở, đang sạt lở và có nguy cơ sạt lở đó. Sạt từ bên mái ta luy dương rồi mái ta luy âm nữa, cũng đèo Bảo Lộc rất là nguy hiểm luôn quý vị ha. Đó cũng là một cái con đèo trọng yếu để các phương tiện lưu thông vào ra thành phố Đà Lạt bằng hướng quốc lộ 20 đó. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng luôn quý vị. Đây là con đèo Ngô Thị Sĩ quý vị ha. Qua bên này là thuộc địa bàn phường 4 này. Quý vị thấy không? Chỉ cần con đèo Bảo Lộc nó sạt lở mà 2-3 ngày không giao thông bị ngưng trệ thôi là nó gây thiệt hại rất là lớn cho tỉnh Lâm Đồng về vấn đề đi lại giao thông vận tải hàng hóa cũng như là hành khách và đặc biệt là ngành du lịch. Chính vì vậy cái cung đèo Bảo Lộc là đã xác định là cung đường trọng yếu thì cần phải đánh giá nguy cơ và bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Đó là huyết mạch giao thông quý vị ha. Theo con đường này là chúng ta sẽ lên đường Ông Sư luôn quý vị, nối về đường Ngô Thị Sĩ luôn ha. Quẹo trái là vào đường Ngô Thị Nhậm quý vị về Đồng Tâm. Còn quẹo trái như thế này là vào con hẻm dẫn xuống hẻm 27 Lê Hồng Phong. Đó, chiều nay nó có tạnh cho đường chút quý vị nè, không biết tối này có mưa hay không. Bây giờ thì bà con du khách của mình hoặc là người dân vẫn đi lại bình thường trên con đèo Bảo Lộc được vị. Tuy nhiên bà con mình cũng hết sức chú ý và cẩn thận ha. Khi đi ngang qua con đèo đó thì chúng ta phải di chuyển ra chứ không được dừng lại quý vị, không được dừng lại để mà ngắm nghía chụp hình chụp ảnh hoặc là nghỉ ngơi này kia. Đó, trước khi lên đèo thì phải giải quyết mọi vấn đề xong xuôi, kiểm tra yếu tố kỹ thuật xe cộ xong xuôi hết rồi là chạy một mạch lên khỏi đèo luôn ha. Vì trong thời gian tới người ta có dự báo thời tiết là sẽ mưa nhiều ở khu vực Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ đó. Thời gian vừa qua thì quý vị cũng biết là ở khu vực Tây Nguyên này xảy ra lũ lụt Đắk Nông, Kon Tum. Miền núi mà cũng lũ lụt quý vị ha. Đó là điều bình thường, mưa lớn mà nó chảy xuống trũng thấp là lũ lụt là điều bình thường quý vị. Chứng tỏ rằng thời tiết năm nay nó bất thường ấy. Xuống đây là con hẻm 27. Hôm xưa là hẹp nhưng bây giờ là gọi là đường luôn rồi. Hôm xưa nó nhỏ lắm.
để vào được Lâm Đồng hoặc là lên Đà Lạt nữa thì chúng ta phải đi bất cứ hướng nào cũng phải đi vào những cung đèo hết quý vị. Ít nhất là 1 đến 2 cung đèo ha. Đó. Vì Đà Lạt là nằm trên cao mà, thuộc dạng là cao nhất của vùng Tây Nguyên đó quý vị. Đà Lạt Lâm Đồng là nằm trên cao đấy. Đi vào hướng nào cũng phải đi đèo hết. Đó là di chuyển bằng đường bộ. Còn đi bằng đường không thì không nói rồi quý vị ha. Đó, quý vị có thể thấy này, đất nó trượt trượt xuống ha. Đất này nó mềm lắm luôn. Nó nhão ra nó mềm lắm luôn quý vị. Nó xốp. Nếu như mà không có cây cối, không có rễ cây nó bám vào, nó không giữ nước được. Và những cái bờ đất nó không có cái chỗ thoát nước này. Rồi ở bên dưới chân thì bị người ta nào này, gọt này. Thì nó mất chân là nguy cơ trượt là trong mùa mưa gió là cái điều khó lòng mà tránh khỏi lắm quý vị. Đó, ra ngoài này lại là con đường Ngô Thị Sĩ quý vị ha. Ra đây là đường Batter quý vị. Nếu mà quẹo phải là chúng ta nối vào đường Triều Việt Vương về với Hồ Tuyền Lâm. Còn quẹo trái là xuống đường Trần Lê về với Hồ Hoàng Văn Thụ. Còn chạy thẳng như thế này là vào đường Nguyễn Viết Xuân quý vị ha. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm chuyên biệt cho người viêm gan virus và xơ gan. Giải độc gan Tuệ Linh đã được thử nghiệm lâm sàng tại Viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả làm giảm nồng độ virus viêm gan B trong máu và có thể âm tính virus. Người đang có virus viêm gan trong máu, để phòng ngừa virus bùng phát gây xơ gan, ung thư gan, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Người thường xuyên uống rượu bia, để phòng ngừa xơ gan do bia rượu, hãy uống giải độc gan Tuệ Linh. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm bảo vệ gan số 1 Việt Nam. Đó, trời tầm tành ngớt ngớt cho bà con mình đi tới đi lui khỏi phải mặc áo mưa. Nhiều lúc cũng ngại ra đường quý vị. Thế mưa mưa là ngại ra đường lắm. Hơn nữa buổi tối bà con du khách mình đi chơi chợ đêm chợ búa mà thấy mưa mưa, thành ra là không đi là bà con mình cũng không buôn bán được gì luôn. Địa hình đồi núi ở thành phố Đà Lạt thì nó đẹp đó quý vị. Nó trên cao dưới thấp, nó từ quả núi này qua ngọn đồi kia. Và có một số ít thung lũng nữa. Nhìn đẹp nhưng mà cũng vô cùng phức tạp luôn. Việc xây dựng nó cũng khó khăn, nó cũng tốn kém lắm. Nếu mà đánh giá không khoa học là nó nguy hiểm lắm luôn quý vị. Chính vì vậy thời gian tới việc xây dựng ở Đà Lạt cần phải đánh giá rất là kỹ càng quý vị. Và thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cũng đã ngừng cấp phép xây dựng ở những cái địa điểm mà khu vực có độ dốc cao, chân ta ly âm dương lớn. Đó, nguy cơ này kia là người ta ngưng lại luôn quý vị để đánh giá là. Ra đây là đường Lê Hồng Phong quý vị, rẽ phải là vào đường Triều Việt Vương quý vị ha. Rẽ trái như thế này là chúng ta sẽ nối về đường Trần Phú quý vị. Trong một khoảng thời gian ngắn mà thành phố Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng xảy ra vô số chuyện. Nào là mưa thì ngập, mưa lớn ngập, rồi
đặc biệt là sạt lở liên tục. Cũng không dám phủ nhận rằng trong thời gian gần đây là mưa gió phải nói là nó nhiều một cách bất thường. Tuy nhiên, giống như video hồi sáng mình nói, chúng ta cần phải nhìn nhận lại nhân tai là chủ đạo đó. Còn thiên tai mưa gió có mưa lớn chừng nào thì cũng là ông trời, mình cũng không thể nào mà cản lại được. Chúng ta cần phải thích ứng thôi, cần phải thích nghi thôi, và có những cái dự báo một cách hiệu quả và khoa học thôi, để mà phòng tránh thôi quý vị. Chứ bây giờ mà ngồi trách ông trời thì không được đâu. Làm sao mà trách ông trời được. Tòa nhà bên kia là trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng quý vị ha. Trung tâm hành chính. Còn trung tâm hành chính thành phố nó nằm bên đường Trần Nhân Tông quý vị. Mình băng qua con đường Trường Chinh cái quý vị ha. Đó, đây là đường Trường Chinh. Thấy phố xá nó cũng vắng vẻ thôi quý vị. Vắng vẻ êm đềm giống như là những năm 2007-2008 á. Đó. Bây giờ bà con mình làm ăn khó khăn chật vật, thu nhập từ ngày càng giảm đi, thậm chí thất nghiệp rất là nhiều, kéo nhau về quê. Đó. Vào trong này là có cái quán cháo vịt Thành Đạt quý vị ạ. Quán cháo vịt rất là ngon luôn, nổi tiếng. Bà con dân lao động, người dân Đà Lạt ngày xưa hay nhậu quán cháo vịt này lắm. Vịt họ bắt ở dưới Phan Rang, Phan Thiết gì lên, ngon lắm quý vị. Đây, quán này, quán Thành Đạt này. Nghe đâu là ngày 15 giờ chiều hôm qua là giá xăng cũng lên hơn 1.000 ngàn mốt. Bữa giờ giá xăng lên liên tục. Có hạ nhưng mà hạ không bao nhiêu cả quý vị. Lên là chủ yếu. Ra đây là đường Bà Triệu quý vị ha. Nếu mà quẹo trái là lên nút giao đường Trần Phú. Quẹo trái là nối xuống đường Nguyễn Văn Cừ quý vị. Chưa đi vào hoạt động, khách sạn chưa đi vào hoạt động. Mùa hè vẫn chưa đi vào hoạt động thì đến bao giờ quý vị? Hết hè cái là hết khách. Đây là con hẻm ở đường Bà Triệu quý vị ha. Trong những cái con hẻm này cũng có những cái quán ăn cũng ngon lắm, như là bún riêu, hủ tiếu, rồi bánh canh cá lóc đó. Ở đây có quán bánh canh cá lóc quý vị nè. Ra ngoài này là thông xuống hẻm, thông xuống đường Phạm Ngũ Lão quý vị. Đó. Ở đây có cái bến xe khách An Phú quý vị ha.
An Phú này là chuyên đi Phan Thiết quý vị. Bình thường ha. Xe dừng nằm. Vẽ từ đây xuống Bình Thuận tầm khoảng Phan Thiết tầm khoảng trăm mấy quý vị. 178 gì ấy. Đi Bình Thuận mà Phan Thiết thì có hai nhà xe Thanh Lịch và lại An Phú. Đó. Đi Phan Rang thì có nhà xe Hồng Ân. Đi Phan Rang thì gần hơn Phan Thiết quý vị. Phan Rang từ Đà Lạt xuống thì tầm khoảng 101 cây thôi. Còn gần hơn là từ Đà Lạt xuống Bảo Lộc nữa. Còn người nhảy vào chửi mình là bưng bô cái gì đó. Mình không hiểu cái từ bưng bô là cái gì hết quý vị. Nhưng mà chửi như vậy tôi cũng thấy hơi nặng. Mình sống ở đất nước Việt Nam là mình phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật quý vị. Nhất là mình làm trên mạng này mình đâu có giả gì mà nói tầm bậy tầm bạ đâu quý vị. Giả gì mà nói tầm bậy tầm bạ gì đó. Để làm hài lòng một ai đó. Để rồi mình bị vi phạm pháp luật. Và gánh lấy cái hiệu quả. Đây là cầu ông Đào quý vị ha. Chạy thẳng qua bên kia là bùng binh nước. Vào chợ Đà Lạt. Mình không thể nào mà cho dù con hiểu biết đến chừng nào đến nữa mà con hay đến chừng nào đến nữa thì cũng không thể nào mà vác đèn chạy trước ô tô được, phải từ tốn và cẩn trọng quý vị. Cho nên chỉ mong quý vị mà ai không hiểu thì cũng ráng hiểu cho mình ha. Chứ đừng chửi mình là này, chửi mình là kia. Nó tồi lắm. Mình không hiểu cái từ bưng bô là từ gì hết đó quý vị. Mình không việc gì mà phải đi bưng bô cho bất cứ ai hết trơn đó quý vị. Tuy rằng mình không hiểu nhưng mà mình nói một câu rằng là không việc gì phải đi bưng bô cho bất cứ một ai hết trơn á. Mình sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đó. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thế thôi. Ai làm không đúng thì sau này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và lỡ không may một ngày nào đó mình sơ suất một điều gì đó mà bị vi phạm pháp luật thì mình sẵn sàng chịu. Nếu như mà đúng. Đó. Nếu như mình sai. Thế thôi quý vị, rõ ràng.